Bốn chuyện tình đồng tính gây sốc của giới về biết, Trấn Thành bị nghi ngờ, Đại Nghĩa chia tay tiếc nuối. Chuyện công khai về giới tính hoặc yêu đồng tính trong showbiz Việt xưa nay không hiếm. Tuy nhiên, có sao nam dù nhận mình là chuẩn men nhưng luôn bị đặt nghi vấn về giới tính của mình. Thậm chí có nhiều tin đồn họ từng yêu đồng giới. Và clip hôm nay, hãy cùng Hero Thanh điểm qua 4 chuyện tình đồng tính từng gây xôn xao showbiz Việt nhé. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Đan Trường và Lâm Khánh Chi. Năm 2017, Lâm Khánh Chi cho ra mắt loạt tự truyện nhiều kỳ của nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi. Theo đó, trong tự truyện, Lâm Khánh Chi có đoạn kể lại rằng cô đã gặp một ca sĩ tên viết tắt là DT tại đoàn sao đêm của bà bầu Hương Loan. Lúc đó, DT hát chung với anh GT, hát được một thời gian thì hai người tách ra, thế nên tôi và DT có cơ hội song ca với nhau. Từ đó, tôi và DT nảy sinh mối tình định mệnh. Nữ hoàng chuyển giới miêu tả chi tiết về ngoại hình và xuất thân của DT. DT có vẻ đẹp hiền lành thánh thiện, ai nhìn cũng xao xuyến và tất nhiên tôi không là ngoại lệ. Anh hiền lắm, hiền tới mức có bị ai ăn hiếp cũng chỉ im lặng chịu đựng. Thời điểm đó gia đình DT vẫn còn cực lắm. DT phải bỏ học chữ để đi học nghề thợ điện, vừa học nghề vừa đi hát. DT còn làm đủ thứ việc để phụ cha mẹ kiếm sống, từ bán bánh mì tới bỏ mối bút bi ở các tiệm tạp hóa. Giai đoạn 1995-1996, DT vẫn chưa có tên tuổi nên cát-xê không đáng là bao. Ngay lập tức nhiều người liên tưởng đến ca sĩ Đan Trường với miêu tả của người đẹp sao kéo. Không những vậy, hoàn cảnh xuất thân của Đan Trường trước khi nổi tiếng cũng từng có những năm tháng thơ ấu phụ cha mẹ làm bút bi thủ công và bán bánh mì. Trong một bài phỏng vấn khá lâu trước đây, Lâm Khánh Chi từng chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ và kết hợp song ca cùng Đan Trường ở những năm mới đi hát. Khá trùng hợp với nội dung cô chia sẻ trong tự truyện, càng khiến nhiều người tin tưởng rằng nam ca sĩ DT mà cô muốn nhắc đến là Đan Trường. Được biết thời điểm năm 1997, Lâm Khánh Chi và Đan Trường đang là ngôi sao trẻ mới nổi của đoàn hát sao đêm. Ông bầu Hoàng Tuấn mới ngỏ ý ký hợp đồng nhưng Lâm Khánh Chi từ chối vì không muốn bị ai quản lý. Lâm Khánh Chi liền giới thiệu người bạn thân thiết là Đan Trường cho bầu Tuấn. Không ngờ sau 2 năm, Đan Trường nổi tiếng và trở thành ngôi sao sáng trong làng nhạc nhẹ ở Việt Nam. Sau đó 2 năm, Lâm Khánh Chi cũng nổi tiếng theo. Năm 2012 là năm bước ngoặt của Lâm Khánh Chi về cả sự nghiệp và cuộc đời khi cô công khai việc phẫu thuật chuyển giới của mình. Sự trở lại của tôi chỉ là tiếp tục được hát với một thân phận mới. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gây scandal. Trước kia khi tôi đang là con trai, tôi cũng bị người ta ghét và thậm chí bị bạn bè trong nghề hại vì tôi nổi tiếng nhanh quá. Còn bây giờ trời thương tôi, cho tôi được nổi tiếng lần nữa. Tôi may mắn được trở thành con gái thực sự và được khán giả chấp nhận và quý mến con người mới của tôi, người đẹp chia sẻ. MC Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát. Tin đồn tình cảm giữa MC Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát bấy lâu nay vẫn là điều nghi vấn trong lòng người hâm mộ. Nguyên nhân là vì dù liên tục bị soi hàng loạt những chi tiết đã sống chung, gắn bó cực tình cảm nhưng cả hai đều một mực giữ im lặng. Thế nhưng năm 2022 lại xuất hiện tin đồn cả hai đã âm thầm đường ai nấy đi sau nhiều năm bí mật hẹn hò. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng người hâm mộ vẫn không khỏi tiếc nuối bởi loạt hình hẹn hò, chuẩn không cần chỉnh trước nay của MC Đại Nghĩa Võ Tấn Phát. Không chỉ lấp ló vài lần diện trang phục hay phụ kiện trùng khớp, thậm chí cả hai còn dấy lên nghi vấn sống chung nhà. Tin đồn nổ ra vào năm 2020, khi MC Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát đều có bài ăn mừng nhà mới trên trang cá nhân vào cùng thời điểm. Đáng nói, chi tiết trùng khớp phải chờ đợi 4 tháng để hoàn thiện ngôi nhà lại khiến nghi vấn này thêm phần chắc chắn. Trên trang cá nhân, MC Đại Nghĩa hạnh phúc chia sẻ, một ngôi nhà xinh xinh cho chính mình, cũng hơn 2 tháng cho nơi đây, là công sức, là sự chất chiêu nay mới nên vóc nên hình. Để giờ đây, mọi thứ đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Chỉ vài tiếng sau thì Võ Tấn Phát cũng hào hứng khoe hình ảnh ngôi nhà này với chia sẻ. Gần 4 tháng thi công và hoàn thiện nội thất cơ bản, căn nhà đầu tiên với tất cả yêu thương do đích thân Phát chọn từng viên gạch lót, màu sơn, sàn gỗ, đèn, là người duy mỹ nên mọi thứ Phát làm đều phải chất lượng và đẹp mắt. Chưa dừng lại ở đó, trong một bài đăng của MC Đại Nghĩa, BB Trần đã vô tình nói hớ chuyện nam MC và Võ Tấn Phát ở chung nhà. Cụ thể, Võ Tấn Phát đã tag tên BB Trần dưới phần bình luận và hỏi, sợ không? BB Trần liền phản hồi. Không thấy sợ em ơi, chắc chỉ ai ngày nào cũng phải thấy hình ảnh này mới sợ thôi. Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn bị bắt gặp nhiều lần diện trang phục giống nhau khi tham gia các sự kiện hay chương trình truyền hình. Có thể thấy khi xuất hiện trong các chương trình, ở đời thường hay những chuyến du lịch, cả hai thường chọn những món đồ tương đồng, thậm chí giống nhau.
Trấn Thành và Đào Bá Lộc. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2017, nam ca sĩ Đào Bá Lộc bất ngờ kể lại chuyện tình cũ với một nam MC kiêm diễn viên hài nổi tiếng trong showbiz Việt. Đây là mối tình thứ 14 của giọng ca họ Đào và để lại cho anh rất nhiều cung bậc cảm xúc. Theo chia sẻ của nam ca sĩ Thanh Xuân, người tình cũ của anh đã lấy vợ cách đây không lâu. Cô dâu là một nữ ca sĩ trẻ đang được yêu thích hiện nay. Đó là một người đàn ông tốt, lo lắng, chăm sóc tôi kỹ càng, chu đáo khiến tôi tin tưởng. Tôi cũng đã đưa anh ấy về nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Anh ấy là người hoàn hảo để tôi tâm sự, chia sẻ, đem lại cho tôi cảm giác mà từ trước tới giờ không phải ai cũng làm được. Và quan trọng là anh ấy hiểu tôi, nam ca sĩ họ Đào tâm sự. Tuy nhiên, chuyện tình này không đẹp long lanh như hy vọng của người trong cuộc. Theo lời kể của Đào Bá Lộc, nam chính Đàm Mỹ là một người đàn ông có tính cách đào hoa lăng nhăng. Vì lẽ này, giọng ca The Voice vô cùng chán nản khi phát hiện mình là kẻ thứ ba trong mối tình ngang trái, dù họ Đào không phải là người chủ động. Khi Đào Bá Lộc rút gan ruột kể lại chuyện tình cũ, rất nhiều khán giả đã phát hiện ra những điểm trùng hợp giữa nam chính ngôn tình trong câu chuyện với MC Trấn Thành. Giữa thời điểm danh tính tình cũ của Đào Bá Lộc đang là chủ đề bàn tán xôn xao, thì ngay lúc đó trên mạng xã hội lan truyền bức hình hai người đàn ông ở sân bay Singapore vào tháng 5 năm 2014. Nam chính trong bức ảnh được người đăng tiết lộ là ca sĩ Đào Bá Lộc và anh T. Bức ảnh được lan truyền càng khiến cho nghi án tình ái giữa Đào Bá Lộc và Trấn Thành có thêm cơ sở khẳng định. Giữa thời điểm nóng, phía Trấn Thành vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận gì liên quan, trong khi đó giọng ca họ Đào khẳng định việc kể lại chuyện tình cũ không mang mục đích PR trá hình. Trấn Thành và Duy Khánh. Trước khi kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc với Harry Won, Trấn Thành từng có tin đồn tình cảm với Duy Khánh. Sở dĩ có tin đồn như thế vì thời điểm đó Trấn Thành và Duy Khánh thường xuyên diện đồ đôi và tham gia cùng nhau nhiều hoạt động giải trí. Trong đám cưới Trấn Thành, Duy Khánh cũng bật khóc và cáo lỗi ra về trước, khiến lời đồn này càng được lan truyền rộng rãi. Về phía Trấn Thành, anh chưa từng lên tiếng về những tin đồn trên. Duy Khánh cũng ít khi xuất hiện bên cạnh đàn anh để tránh lời dị nghị của dân mạng. Trong một bài phỏng vấn với Vietnamnet năm 2016, Duy Khánh từng phủ nhận tin đồn tình cảm với Trấn Thành. Tôi với Trấn Thành không có quan hệ yêu đương gì cả. Anh ấy là thần tượng, người thầy lớn, là tri kỷ mà tôi rất yêu mến, tôn trọng. Chúng tôi song hành cùng nhau từ công việc cho đến ngoài đời. Không chỉ tôi, những thí sinh đến từ các chương trình truyền hình thực tế do anh Thành làm giám khảo cũng được anh đối xử tốt ngang nhau. Tuy nhiên không hiểu sao chỉ có mình tôi là bị đồn thổi, cô giáo Khánh cho biết. Tuy nhiên đến năm 2017, chia sẻ trong một chương trình truyền hình, dù không gọi thẳng tên Trấn Thành nhưng Duy Khánh lại một lần nữa khiến tin đồn tình cảm dấy lên khi nói đến một người anh trong nghề. Nguyên nhân các tin đồn tôi nghĩ là do tôi hay mặc đồ giống anh vì chịu ảnh hưởng nhiều từ anh. Anh mặc cái gì tôi cũng thấy đẹp và mua theo, điều này chính tôi cũng không biết được, chứ tôi chưa bao giờ có ý mặc đồ đôi với anh. Tôi và anh giống nhau trong mọi vấn đề, giống nhau từ tiềm thức, Duy Khánh chia sẻ. Duy Khánh nhấn mạnh thêm, ngày trước tôi có nói với anh, chúng tôi là tri kỷ thì mãi là tri kỷ. Anh cũng bảo tôi rằng sẽ không có bất kỳ ai quý mến và thương tôi như cách anh thương tôi. Và cũng không có ai trong nghề này nói cho tôi biết tôi đang làm gì, cần làm gì như anh nói. Dù không trực tiếp nói tên đến Trấn Thành, nhưng Duy Khánh đã lỡ nhắc đến vợ Trấn Thành trong chia sẻ của mình. Khánh rất bức xúc trước những lời đồn và đã viết một status để giải trình. Trong đó Khánh có nhắn tên người vợ của anh. Tiếp đến Khánh có nhắn tin cho người vợ của anh. Khánh nhắn là xin phép được nhắc tên chị. Đồng thời những điều viết trên báo không phải sự thật. Đó không phải là tâm ý của Khánh. Khánh đâu có ác vậy đâu mà cũng đâu có liên quan gì đến mình để dành cho họ những câu nói tiêu cực. Vợ anh Trấn Thành không trả lời, vợ của anh không hồi đáp. Những chia sẻ của Duy Khánh một lần nữa khiến tin đồn tình cảm của anh và Trấn Thành dấy lên một lần nữa. Câu chuyện từng trở thành tâm điểm của cư dân mạng rồi lắng xuống.